Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm tựa game tên là Tickleway. Dịch nôm na là đào đường. Tuy nhiên thì không phải là đào đường mà chúng ta sẽ vào vai một ông già làm kiểu đi nghề khảo cổ ấy. Chúng ta sẽ cứ đào và tìm kiếm kho báu và cũng là tìm cái lối ra cho mình khi mà đi phiêu lưu vào những căn hầm nữa. Đó thì nó vừa chạy trailer của game. Đây chúng ta sẽ vào luôn. Một tựa game vừa đơn giản nhưng lại vừa phức tạp. Tại sao mình lại nói thế? Chúng ta sẽ bắt đầu vào chơi. Đó. Thì nó sẽ theo các màn này. Tuy nhiên thì mới có màn đầu là free thôi, còn màn sau phải mua. Không rõ là sau khi mà mình kiểu unlock và chơi hết cái màn này thì nó có mở tiếp không. Đây, thì mình đã chơi đến level 10 rồi. Mình sẽ đi từ đầu, màn đầu tiên để chúng ta thấy được cái cơ bản nhất nhé. Dẫn chuyện. Đó, nhiệm vụ của chúng ta là đưa cái ông này, đây nó có hướng dẫn đấy, đấy đi xuống, bấm các mũi tên để di chuyển hoặc là đào. Đó, rất đơn giản thôi. Khi mà đi trong hầm thế này thì ở cuối hầm sẽ là có lối ra này. Chúng ta kéo là sẽ thấy, sẽ có các mỏ vàng và các hòm. Kho báu như thế này. Các hòm kho báu đấy sẽ tương đương với các kiểu cái sao của một bàn ấy. Chúng ta phải ăn được đủ 3 cái hòm trong một màn thì mới có thể là được 3 sao được. Cứ gặp con chó này là nó sẽ đưa một cái tip chơi game. Mình sẽ đọc cái quan. Mới đầu thì khá là dễ, chúng ta cứ đào và đi theo đường thôi, kiểu là để giới thiệu cho mình làm quen dần với game ấy. Với những cái mảng đất mà có cả lá cây bám thì chúng ta phải đào 2 lần thì mới mở ra được. Ngoài ra thì cũng không có giới hạn gì về cái số lần chúng ta đào cả. Miễn sao là có thể ra được khỏi chỗ này và được ăn được càng nhiều vàng càng tốt và ăn được đủ 3 cái hòm. Rất là vui nhộn. Ban đầu chơi thì mình tưởng là nó chỉ đơn giản thế này thôi. Tuy nhiên thì sau này nó sẽ càng có nhiều thứ lắt léo. Đây, bắt đầu chúng ta sẽ thấy chướng ngại vật đầu tiên này. Nếu chúng ta đào ở đây xuống thì sẽ rơi xuống cái hố ở dưới này. Đấy, thì chúng ta sẽ không đi lên và ăn được cái hòm này được. Nên là chúng ta phải chọn đào xuống từ đây. Đó. Vì mình chơi rồi nên là khá là nhanh ý. Đấy, tương tự. Rồi, tới nơi rồi. Game này thì chắc là thích hợp với những bạn mà thích game chiến thuật hoặc là suy nghĩ cần tính toán một chút. Bởi vì là đến sau này nên như mình đã lên đến tầm bàn 10 thì phải thế nào nhỉ? Phải chơi đi chơi lại phải đến chục lần thì mới may ra qua được màn. Bởi vì cứ đến chỗ này xong tính lại sai, mà sai thì không thể quay lại được, thế là phải chơi lại từ đầu. Nhiều khi khá là ức chế. Đó. Ngoài ra thì ở màn hình chính chúng ta sẽ thấy ở góc phía dưới màn hình sẽ có số sao của mình hiện tại này. Ở phía bên tay phải là có cái túi đồ là thể hiện những cái hóa thạch là mình đã kiếm được. Và những cái hóa thạch này sẽ được trưng bày trong một bảo tàng. Và hàng ngày thì chúng ta sẽ thu được tiền từ cái bảo tàng đấy. Thế là chúng ta mà kiếm được càng nhiều hóa thạch bỏ vào đây hơn thì tiền sẽ kiếm được càng nhiều hơn. Đó. Ngoài ra thì ở bên cạnh cái ba lô là còn cái móc áo. Cái móc áo là gì? Là chúng ta sẽ mua nhờ cái tiền mà đào được ở đường hầm ấy, sẽ mua cái ông này. Chẳng hạn như mình đã tiết kiệm được hơn 5.000 và đã mua được cái ông tuxedo này rồi. Trông rất xinh. Đấy, một tựa game rất là vui nhộn của thuộc thể kiểu thể loại giải đố. Được đầu tư khá tốt về đồ họa cũng như là cái cốt truyện. Bây giờ mình sẽ đi tiếp bàn tiếp theo. Ở đâu? Đây là mình chơi lại rồi. Ồ, đây. Mình hướng dẫn. Thôi, mình sẽ chơi tiếp, còn các bạn thì có thể tải game về miễn phí hoàn toàn nhé. Và có thể bắt đầu từ chơi từ bàn 1. Và chẳng hạn mà không có chơi được ý, thì có thể PM và mình sẽ hướng dẫn cách đi qua từng màn một. Bởi vì mình cũng rất yêu thích tựa game giải đố kiểu này mà. Nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau của gamehub.vn.